Vâng, thắng. xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay chúng thắng sẽ được trở lại quý khán giả trong chương trình Ukraine với uh, tiến sĩ Đinh Xuân Quân và dạ, xin chào tiến sĩ Quân ạ. À. Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. À uh, kính thưa quý khán giả thì uh, hôm nay cũng có rất nhiều tin uh, liên quan đến tình hình của Ukraine. Chúng ta biết là ngày sáng ngày hôm nay là ngày thứ 2, 19 tháng 2 năm 2022. Thì phía bên Nga họ bắn rất nhiều các hoạt tiện uh, uh, Máy bay không người lái tấn công vào các cơ sở hạ tầng của của Ukraine để mà tạo ra những cái áp lực liên quan đến vấn đề mất điện, mất nước ở trên toàn quốc của Ukraine kính thưa quý khán giả. Ở đó là một một điểm. Điểm thứ hai người ta lưu ý nhất là ông tổng thống Putin ngày hôm nay đã có mặt tại Belarus. Nói chuyện gì thì dĩ nhiên chúng ta không không rõ, chỉ biết rằng hai bên ký kết một số các hiệp ước về vấn đề thương mại. Đặc biệt ông Putin ông nói là ông không Ông không có ý định tiếp thu tức là tiếp nhận absorb tiếng Anh từ tiếng anh thưa, thưa tiến sĩ là absorb họ ừ. không muốn có thêm người không muốn tiếp thu không muốn tiếp nhận thêm người trong cái việc mà trong cái tiến trình gọi là integration tức là coi như là xác nhập xác nhập belarus xác nhập belarus người ta lo ngại rằng cái sự hiện diện của ông putin ở tại belarus là thúc đẩy ông lukashenko là coi như tổng thống của belarus à, giúp nga trong cái cuộc chiến chống lại Ukraine. Bởi vì bây giờ chúng ta đã từ từ hôm tháng 2 mà bây giờ chúng ta đã sắp sửa là 25 tây tháng hôm ngày hôm nay chúng ta 29 rồi. Đúng không ạ? Còn 300 4 ngày, ngày nữa. Rồi. À, 300 à, 300 ngày rồi kính thưa giả. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì ngày hôm nay cũng có cái tin là cộng đồng châu Âu châu đã đồng ý đặt cái mức trần ở giá gas tức là hơi đốt của Nga. Thì thưa và thêm điểm thứ ba à, thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân là ông tiến sĩ Henry Kissinger. Lại một lần nữa, ở cái tuổi 99, tuyên bố đã đến lúc phải đàm phán để tìm kiếm hòa bình tại Ukraine. Và dĩ nhiên, cái đàm phán theo cái kiểu của ông Henry Kissinger là gì? Dựng đất cho bên Nga. Phía bên Ukraine đã bác bỏ lời tuyên bố của ông Henry Kissinger vào tối ngày hôm qua là ngày Chủ nhật, kính thưa quốc giả. Thì với tất cả những tổng thể tình hình địa chính trị như vậy, thì thưa tiến sĩ tiến sĩ nhận định vấn đề như thế nào đặc biệt là cái giá gas giá hơi đốt á tưởng đang là cộng đồng châu Âu Châu đã quyết định là không mua hơi đốt cuối vào tháng 12 của nga chứ là bây giờ làm sao đặt mức giá trần nữa là sao tức là à, vẫn tiếp tục mua không, không. để tôi xin phép và uh, kết nghĩa thêm một tí để cho quý vị khán thính giả hiểu ừ. về vấn đề cấm bận đối với nga đối với nga đó thì thị trường tất cả các nước Âu Châu đó đồng ý không mua khí đốt của nga từ tháng 12 nhưng mà không mua khí đốt qua các ống dẫn dầu à, à. đó là mình phải rõ ràng như vậy à. thì trong lúc đó thì vấn đề đó là trừng phạt vẫn có đó thì không mua khí đốt nữa thì dầu thì sao thì đối với các nước Âu Châu họ vẫn cho cái lệnh nếu mà quý vị mua khí đốt hay là dầu hỏa của nga qua các cái chuyển vận bằng tàu, đó, tại vì đâu có phải là khí đốt chỉ lúc nào cũng đi qua pipeline đi qua các cái yeah, ống dẫn đầu yeah. hay là thì có thể mua nếu mà họ chuyên chở bằng bằng tàu nếu mà mua cái đó đó, tại sao có giá trần? đó, cái giá trần là đánh lên khí đốt hay là dầu hỏa khi mà nga bán qua cái vụ mà dùng uh, nghĩa là các cái tàu để chở vận chuyển uh, dầu hay là khí thì ở đây đó thì họ đánh cái giá trần nghĩa là cái gì? nghĩa là nếu mà nga có một cái tàu chở dầu và bán cái dầu đó cho Ấn Độ ví dụ cho yeah. Ấn Độ yeah. thì các nước Âu Châu họ nói họ sẽ có một cái giá trần để trừng phạt nga đó thì họ nói là cái giá trần là 60 đô la đúng không cho một thùng, một thùng dầu cho một thùng dầu nhưng mà ở đây tại sao 60 đô la nhưng mà Ấn Độ họ đâu có cần gì mà họ đâu có dưới quyền của, của của các nước Âu châu đâu. Đúng rồi. Nhưng mà các quý quý vị đừng có quên chỉ hơn 90% vấn đề gọi là uh, bảo hiểm. Bảo hiểm xe hơi, bảo hiểm tàu chiến, bảo hiểm nghe là tàu tàu, tàu chở hàng hóa, yeah. tàu chở dầu hay là máy bay. <laughs> Là do Âu Châu Âu Châu kiểm soát vàng, thị trường này Vâng thị trường này đó Thì là Âu Châu thì Nếu mà Ấn Độ mà mua Mà trên 60 đô la Một thùng dầu đó Thì Âu Châu họ sẽ không Bảo hiểm vậy Cho không cái bán chuyến tàu hiểm. đó yeah. họ Quý vị có thể mua được Nhưng mà nếu mà không có bảo hiểm Nếu mà có cháy thì dáng chịu Đó là cái vấn đề Thị trường quốc tế Nó là yeah. ở chỗ đó yeah. <laughs> Xin lỗi Vì vậy Âu châu họ có hai cái chuyện mà họ làm lễ nhiên là không có ai mua khí đốt của Nga nữa qua các cái pipeline qua cái ống dẫn dầu. Vâng, cái ống dẫn. Qua dẫn dẫn dầu. các cái dẫn ấu dầu và các cái dẫn khí đó thì là tới bây giờ là không còn mua nữa. Thì vì vậy đó, các nước như Đức họ phải làm những cái gọi là những cái hải cảng, những cái cảng mà họ có thể đưa khí đốt dưới hình thức lỏng ví dụ như là không có khí mà qua các ống dẫn dầu đó thì các nước có thể nhập khẩu khí đốt qua hình thức lỏng mà qua hình thức lỏng thì là các nước như qatar hay hoa kỳ sẽ bán cho âu châu nhưng mà bán cho âu châu dưới hình thức lỏng thì khi mà cái khí nó tới đó thì phải đưa từ cái cái cái, cái chất nghĩa là hình thức lỏng thành hình thức nghĩa là 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 là, là uh, khí đốt yeah. do đó phải có những cái hạ tầng cơ sở để sử dụng hay là để đón tiếp hay là để truyền tiếp những cái khí từ chất lỏng qua wow, chất trời, trời hơi. chất khí, chất hơi yeah. vì vậy đó họ phải đầu tư rất là nhiều mà quý vị tôi muốn nhắc thêm để anh thắng đấy là Đức họ đã thành công làm cái chuyện đó do à. đó khi không có uh, họ có những cái chạm mà để chuyển từ cái là khí dưới chất lỏng tới khí mà hơi đó thì là họ không có lo là bị không có khi đốt nữa do đó Đức họ rất là yên tâm trong cái mùa lạnh này nếu mà quý vị bán cho tôi nếu mà nga không có bị trừng phạt nữa thì tôi sẽ mua khí đốt của Nga được. Nếu mà không bị trừng phạt, nếu mà trừng phạt thì tôi phải mua khí đốt dưới hình thức lòng của Qatar hay của Hoa Kỳ hay là của Na Uy. Đó. Dạ. thì vấn đề tôi mong là quý khán thính giả hiểu dạ. tại sao nó có cái giá trần ở đây. Cái giá trần là đối với cái khí đốt hay đối với cái là là dầu hỏa chờ bằng tàu. Cái vấn đề ở đây thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân và thưa quý khán giả. Cái vấn đề ngoài cái việc mà giá trần đó, nó chỉ là cái giải pháp hiện tại cho cái cuộc chiến Ukraine đang diễn ra. Tuy nhiên cái vấn đề một cái giải pháp lâu dài và thường trực trong tương lai là gì? Không muốn lệ thuộc vào Nga trong vấn đề năng lượng. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là sau cái cuộc chiến Ukraine này rồi thì liệu Âu Châu cũng quay trở lại lại tiếp tục lệ thuộc Nga vào có việc mua dầu hỏa, mua khí đốt của Nga hay không? Hay là lúc đó phải có những cơ sở hạ tầng như tiến sĩ vừa trình bày ở bên Đức chúng ta mua cơ rồi chúng ta mua ở bên pháp bên bên hoa kỳ chuyển qua và không còn tiếp tục lệ thuộc vào nga nữa như trường hợp họ đã từng bị lệ thuộc trong quá khứ đây đó là cái tình trạng mà nó đã kéo nhiều năm nhất là dưới thời của bà thủ tướng Angela Merkel dưới thời Angela Merkel thì là đức nghĩa là gần như tùy thuộc muốn có nghĩa là sức mạnh công nghiệp muốn có nhà máy điện, muốn có gì đó thì phải có khí đốt hay là phải có dầu hòa thì nó mới cho cái nguồn máy kinh tế nó chạy. Thì dưới thời bà Angela Merkel thì nước Đức vì lo buôn bán mà không nghĩ về chính trị, do đó họ tùy thuộc quá nhiều mà vào vào Nga và Hoa Kỳ đã nhiều lần khuyến cáo về cái nghĩa là cái ống dẫn dầu Nord Stream 2 đó. Vì vậy nói là Hoa Kỳ đã nói nếu mà quý vị làm như vậy là quý vị tùy thuộc 100% vào ảnh hưởng của Nga thì có ngày quý vị sẽ bị nghĩa là gặp khó khăn thì cái gặp khó khăn nó đến ngay lập tức với cái dưới cái hình thức là chiến tranh tại Ukraine. Khi có trước có chiến tranh tại Ukraine thì chúng ta có Covid mà sau đó, sau Covid thì chúng ta có chiến tranh Ukraine. Và khi có chiến tranh Ukraine đó, thì Âu Châu, cái năng lượng của Âu Châu tùy thuộc rất là nhiều vào là, là Nga. Đó, thì bây giờ Nga bị trừng phạt. Nga trừng phạt thì lẽ dĩ nhiên thì phải tìm một cái là, là nguồn khác để thay thế cho nguồn khí đốt hay là dầu hỏa của Nga thì Đức và các nước Âu Châu hơn 30 nước thành ra rất là khó mà họ làm được cái chuyện đó để tôi muốn mở cái dấu ngoặc để nhắc cho quý vị hiểu hơn cái vấn đề này một tí trước khi tháng 2 2022 hai đúng đúng tháng 2 2022 thì ông giám đốc CIA là ông Burns William Burns vào tháng 2021 và tháng 11 2021 đã đi qua gặp phía Nga và nói là quý vị đừng có đánh vào nga à đánh vào ukraine quý vị đánh đó, thì quý vị sẽ bị trừng phạt cái này, cái này cái này nhưng mà nga họ đâu có tin họ đâu có tin là họ sẽ bị trừng phạt tại vì họ có cái kinh nghiệm của ukraine trong vấn đề crimea khi mà nga đánh vào crimea thì trong vài ngày là họ thành công và lúc đó âu châu vào hoa kỳ có trừng phạt đó, thì cũng nhẹ nhàng thì họ không có thấy gì hết thì yeah. họ tưởng mình dùng cái chữ tôi xin phép dùng cái chữ dân gian đó là tượng bỏ. Do <cười> đó, <cười> tưởng do tưởng ngon ăn đó tưởng ngon ăn vâng yeah. tưởng nghĩa là ăn dễ dàng yeah. do đó họ vẫn tiếp tục do đó hoa kỳ và các nước của nato không có thể ngăn chặn nga đánh vào ukraine mà khi đánh vào ukraine đó, thì ở đây tôi xin lỗi nhưng mà phải khen ông biden ở chỗ này là quý vị biết NATO dưới thời ông tổng thống 45 đó Tổng tại ông Trump đó thì là chia rẽ rất là nhiều là tại vì là vì Hoa Kỳ chê là mà, nghĩa là các nước NATO ăn bám Hoa Kỳ. Nhưng mà khi có chiến tranh một cái đó thì cái gọi là chính sách ngoại giao của tổng thống Biden đã giúp góp lại các nước NATO không những vậy mà họ cùng một tiếng nêu một tiếng để trừng phạt Nga và trong cái trừng phạt đó trừng phạt kinh tế, trừng phạt về uh, về về tiền tệ, trừng phạt về uh, cái là hệ thống Swift chuyển tiền, tổng phạt về vấn đề dầu khí thì ở đây đó họ đã cùng một tiếng nói, không có chia rẽ gì hết trừng phạt và bây giờ quý vị thấy không bây giờ chúng ta là tháng 12 rồi từ tháng 2 tới bây giờ mới giải mới quyết được những xong. cái khó khăn dạ. về vấn đề trừng phạt kinh tế của cho Nga Dạ vâng, trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay tưởng đáng xin mời quý vị thay dõi phần thông tin thương mại đại trưởng hàng chúng tôi trở lại trong giờ lát Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại đại truyền hình SPTN Sài Tình Năng sẽ được trở lại buổi nói chuyện với lại tiến sĩ Tinh Xuân Quân. Và xin mời tiến sĩ Quân có thể tiếp tục cái đề tài này. Còn không thì chúng ta xin đặt câu hỏi thế này. hoàn toàn đồng ý với tiến sĩ Lê Xuân Quân, Đinh Xuân Quân rằng là thứ nhất dưới thời ông Trump đã khuyến cáo Đức đừng tiếp tục xây cái hệ thống dẫn dầu Nord Stream số 2 vì quá lệ thuộc vào Nga. Nếu tiếp tục thì Hoa Kỳ có thể cấm vận cái những công ty xây dựng công dân giàu đó. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy rồi. Bây giờ tất cả là cộng đồng Trung Âu Châu vỡ lẽ là bây giờ phải cắt ngang tất cả những gì đó. Một số các công ty lớn như của Hoa Kỳ như là Exxon, Mobil, Chevron, Visa, Mastercard, McDonald, M&M, H&M, bỏ, bỏ của chạy lấy người đặc biệt ở Mobil bỏ luôn tất cả những cái gì mấy tỷ đô la mình đã đầu tư ở ở ở quần đảo Sakrin, ừ, bên, bên nhật đó, ở bên nhật, bỏ chạy. Thì kính thưa quý vị, thì bây giờ vấn đề đặt ra là qua cái bài học đó, qua cái kịch bản đó, qua cái khuôn mẫu đó, chẳng nhẽ những công ty của Hoa Kỳ không nhìn thấy cái mối đe dọa đó ở bên trung cộng mà không lo rút về trước đi sao? Vâng, chẳng hạn như công ty Apple, chẳng hạn như những số công ty khác mà vẫn bám trụ vào trong trong uh, trong Trung Quốc để rồi khi nếu mà Trung Quốc tấn công Đài Loan chắc chắn sẽ phải có công vận thì lúc đó là là bỏ của chạy lấy người hay sao và... như trường hợp của Exxon như trường hợp của Visa Mastercard rồi ngay cả như là trường hợp của Bắc và quý vị phải quay cái phim trở lại mà nhớ lại là trong một thời gian từ 1979 khi Hoa Kỳ đã nghĩa là 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 có cái liên lạc ngoại giao bình thường với Trung Quốc thì đó là thời Đặng Tiểu Bình và Tặng Tiểu Bình nói cái gì? Chúng ta sẽ cố gắng ngồi yên tiếp tục nghĩa là tăng trưởng kinh tế mèo trắng màu đen như nhau hết, không có vấn đề chính trị trong cái vấn đề mà làm ăn, miễn sao mẹ bắt chuột thôi. Vâng, thì à. thì vì vậy đó mà Hoa Kỳ tin tưởng không những Hoa Kỳ và các nước Âu châu đều tin tưởng là với thời gian các nước như là nga và trung quốc sẽ thay đổi và sẽ cởi mở và sẽ dân chủ hơn và vì vậy chính hoa kỳ đã đầu tư và giúp trung quốc trong rất là nhiều năm nhưng mà với thời gian và bắt đầu từ nghĩa là gọi là từ thời obama đó thì người ta đã thấy là trung quốc không những ngược lại không làm như vậy mà họ lại còn hung hăng hơn đòi qua mặt Hoa Kỳ và đòi nghĩa là đứng đầu thế giới chuyện này thì lấy duy nhiên là ai cũng ngạc nhiên hết chứ không phải là không nhưng mà nó lúc đầu tại sao các công ty mày đầu tư vào là tại vì chính phủ Hoa Kỳ và tất cả các cái chính phủ các nước là dân chủ nghĩa là ủng hộ cái chuyện đầu tư vào Trung Quốc nhưng mà khi đầu tư vào Trung Quốc thì Trung Quốc mạnh thì không những mà Trung Quốc lại nghĩa là đẩy ra mà lại còn muốn qua mặt và lại là làm đủ chuyện ăn cắp trong cái thời nghĩa là ông ông ông, ông nghĩa là sau ông uh, gì? Uh, Trang Sourcing là gì là, là Đặng à? Tiểu Bình và các cái Giang Trạch Dân Giang gi Trạch gi 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 vân vân thì chỉ tới thời bắt đầu ông Tập Cận Bình là 2013 là Trung Quốc bắt đầu hung hăng lên nói là không cần phải giấu giếm nữa mà chúng ta là sẽ là 2035 chúng ta sẽ qua mặt Hoa Kỳ chúng ta là số 1 trên thế giới về kinh tế số 1 trên thế giới về quân đội và chúng ta sẽ nghe là thì các nước đã thấy cái chuyện đó và đã thấy là Trung Quốc thay đổi rất là nhiều không những mà không thay đổi được họ để họ trở thành dân chủ hơn mà các nước nó lại càng mỗi ngày lại càng độc tài hơn mà độc tài hơn đó thì là họ lại không những vậy mà họ sẽ dọa dùng vũ lực để thay đổi cái trật tự từ thế giới các nước trên thế giới sau đề nghị thế chiến đã thành công là vì có một cái trật tự thế giới với một cái gọi là liên hiệp quốc có liên hiệp quốc thì có nghĩa là luật pháp quốc tế mà có luật pháp với quốc tế thì tránh cái việc mà đánh nhau mà đánh nhau đó thì là nó gây bất ổn gây bất ổn thì không phát triển được do đó quý vị thấy là khi hoa kỳ thay đổi đó thì các công ty phải có thời gian họ mới thay đổi được đâu họ bỏ bao nhiêu tỷ đồng mà tự nhiên là bây giờ phải rút ngay lập tức thì không phải là dễ dàng yeah. nhất là có tranh chấp thiệt, có cạnh tranh thật nhưng mà nó không phải là chiến tranh như là tại Ukraine. Chứ Ukraine thì là trừng phạt thì họ phải đi ra ngay lập tức. Yeah. Trong khi đối với Trung Quốc đó, thì tới bây giờ chưa có chiến tranh, họ mới dọa thôi chứ chưa có chiến tranh, có gây có làm nhiều khó khăn cho Đài Loan nhưng mà làm nhiều khó khăn. sự thật thì họ Trung Quốc cũng thấy cái ví dụ cái trước mắt họ thấy là Nga ở sát Ukraine đưa 200.000 quân vào bao nhiêu khí giới vào rốt cuộc vẫn chưa chiếm được 15% của nghĩa là, là là đất đai của, của của Ukraine mà khi mà chiếm được rồi đó thì chưa chắc đã giữ được do đó ai cũng thấy là với thời gian với những cái trừng phạt như là vừa kinh tế và trừng phạt về quân sự đó trừng phạt về quân sự là cái gì quý vị sử dụng nghĩa là các cái đòn mà độc chừng nào đó thì chúng tôi sẽ cho khí giới ủng hộ khí giới cho ukraine để họ có thể bảo vệ đất nước của họ chúng tôi không khuyến khích họ đi qua đánh bên nga nhưng mà chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho tới cùng để cho gọi là ukraine có thể bảo vệ nghĩa là độc, độc lập yeah. của họ được. Yeah. thì đó uh, nó là cái chuyện rất là quan trọng. thưa thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân, à, hiện tại mình có ông Bộ trưởng Ngoại giao là ông Anthony Blinken và ông cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Joe Biden là ông uh, Sullivan. và chúng ta không có một phiên bản thứ hai của Henry Kissinger là cố vấn an ninh quốc gia cho ông Biden. Và... nhưng ông Henry Kissinger lại thích bàn chuyện thế gian thiên hạ sự trong trường hợp này ông nói là phải nhượng đất cho cho nga thôi nga thì nói rằng là để có vào bàn đàm phán thì bên ukraine phải chấp nhận một cái thực tế thực tế đó là gì là 15 lãnh thổ phía đông và phía nam là đã được sát nhập rồi còn chuyện crimea là không tính không rồi nữa. không tính luôn coi như là xóa sổ rồi Vậy thì trong trường hợp này muốn giải quyết tất cả mối vấn đề này thì giải quyết làm sao thưa thưa tiến sĩ? Vâng. Bây giờ bây mình nói vấn đề chỉ nói vấn đề kinh tế thôi. Vâng. Rõ ràng đó là có lạm phát trên toàn cầu qua cuộc chiến này mà nghe họ hiểu rõ chính cái đó là cái mà làm cho người dân khó chịu nhất. Ngay cả bây giờ ăn phở cũng 15 đồng, người ta cũng rất là bực mình. Và ngay cả Đảng Đảng Cộng hòa trong cái buổi nghĩa là nghĩa là thanh niên Trẻ cộng hòa được nhóm họm ở tại New York vào tuần trước cũng đã nói đã đấu thừa rằng chính ukraine chúng ta không nên bỏ một đồng nào cho ukraine nữa trong khi biên giới của chúng ta ở phía miền nam là dân Mỹ nó vượt qua mà không kiểm soát được tại sao chúng ta cứ bỏ tiền để kiểm soát biên giới của ukraine là sao vâng thưa quý vị và anh từng tháng đó là một cái nhìn ngắn hạn tại vì nước mỹ là một cái nước uh, cường quốc trên thế giới mà bảo vệ ukraine cũng là bảo vệ nước mỹ để cho quân đội nga nó đừng có tiến gần nước mỹ nữa quý vị nếu mà có cái là cái biên giới nó còn lỏng lẻo đó thì cảnh sát là to hết được không có sao nhưng mà <laughs> khi mà quân đội mà của nga họ tới với là chiến xa đó thì nó khác hẳn đúng không thì vì vậy khi nước mỹ ủng hộ ukraine đánh nhau là nước mỹ tự ủng hộ nước mỹ đó là quyền lợi của nước mỹ để bảo vệ cho Ukraine, để bảo vệ cho Âu Châu, để bảo vệ cho NATO. Nếu mà quý vị chỉ nhìn nó là nếu mà bảo vệ Ukraine đó là, là 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 đó là một cái chuyện hoang đường thì đó là quý vị không có một cái nhìn xa xôi về chính trị thế giới. Mà nhìn xa xôi về chính trị thế giới là chính phủ quý vị phải đấu tranh với các cái, cái là là chế độ độc tài mà chế độ độc tài họ chỉ biết về vũ lực mà thôi mà khi họ đánh không được đó thì họ phải chịu thua chứ còn ông Kissinger thì là ông có quyền gì đâu ở nước Mỹ thì ai cũng có quyền nói nói thì cũng như không nếu mà người ta không chấp nhận nếu mà mà ông Sullivan hay ông Biden không chấp nhận thì ông ông gọi là ông Kissinger thì cũng như không đó thành ra quý vị phải nhớ chúng ta ở trong cái môi trường nó khác hẳn một nước tự do quý vị có thể nói được nhưng mà người ta có nghe hay không là một chuyện khác tại vì người ta nước mỹ cũng không có phải quá dốt để mà không biết những cái chuyện đó và nếu mà nước mỹ nói là chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ ukraine nghĩa là nước mỹ nói là quyền lợi của nước mỹ là để phải bảo vệ cho ukraine để ukraine vẫn giữ được độc lập nếu mà ukraine giữ được độc lập thì các nước khác cũng sẽ được ảnh hưởng tốt cũng lập luận đó nước mỹ dính vào việt nam trong cuộc chiến 10 năm đã phải ra đi vâng với một cái đề nghị của henry kissinger bây giờ cuộc chiến của ukraine chưa đầy một năm liệu kéo dài bao lâu nữa thì cái sự kiên nhẫn của người mỹ sẽ hết hạn Chưa hết đó, chúng quý... ta còn một phút thôi nha vâng vâng sự. vâng dạ. quý vị biết đó là vì cái chuyện đó mà hiện giờ nước mỹ đã mắc nợ Việt Nam rất là nhiều, mắc nợ cái dân tị nạn Việt Nam rất là nhiều, họ <laughs> phải làm rất là nhiều cái luật để bảo vệ cho. Đó là một cái thứ hai đó tôi nghĩ thời 1963, 64 và bây giờ nó là khác hẳn. Yeah. Tôi nghĩ đó nước Mỹ bây giờ đâu có dính vào nhưng mà lúc nào cũng có súng ống, lúc nào cũng có tiền, có sao đâu, yeah. đúng không? Yeah, vâng. Dạ vâng, rất tiếc đại gia không có nhiều một lần nữa. tôi xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Xuân Quân và cảm ơn quý giả của SBTN và xin hẹn quý nhà vào tuần sau. Cũng giờ này trên đài truyền hình SBTN.